Thưa quý vị, vào 19 giờ hôm nay 18 tháng 5, mọi sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ đổ dồn về trận tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở bán kết SEA Games 31 tại sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trước sức nóng từ trận đấu thì người hâm mộ Quảng Ninh đã xếp hàng từ nửa đêm hôm trước để chờ lấy vé xem bán kết bóng đá nữ SEA Games 31 khi mà tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Myanmar. Và cơn sốt về cơn sốt vé đã kéo dài đến sáng nay và nhiều người thậm chí là sẵn sàng bỏ cả tiền triệu để mua lại vé. đăng cai tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 31 tỉnh Quảng Ninh và ban điều hành sân vận động Cẩm Phả thống nhất mở cửa miễn phí cho người hâm mộ vào xem. Tuy nhiên để đảm bảo an ninh và kiểm soát số lượng người vào sân thì ban tổ chức sẽ vẫn in vé mời cho từng ngày thi đấu. Theo kế hoạch thì sân Cẩm Phả sẽ bắt đầu phát vé mời xem vòng bán kết từ lúc 8 giờ sáng nay. Thế nhưng hàng trăm người hâm mộ đã phải xếp hàng đặt gạch lấy chỗ nhận vé từ đêm muộn hôm qua. Đến nửa đêm và dạng sáng nay thì con số này đã lên đến hàng nghìn người. Được biết là người đầu tiên lấy được vé miễn phí là một người đàn ông đã mang cả chăn màn đi xếp hàng xuyên 11 tiếng về đêm. Không mua được vé, một số người tìm mua vé mời trên thị trường chợ đen. Một số phe vé đã bắt đầu giao bán các cặp vé vào sân lên đến từ 1 đến 2 triệu đồng tùy theo vị trí. Và mức giá này hứa hẹn sẽ còn tăng cao đến sát giờ bóng lăn tối nay. Vâng và tuyển nữ của Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games. Cộng thêm chiến tích giành vé dự World Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung thú sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Và trận này chủ nhà Việt Nam được đánh giá là nhỉnh hơn. Tuy nhiên thì về phía Myanmar thì không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Trong lần gặp nhau gần nhất thì tuyển nữ Việt Nam đã rất vất vả hòa Myanmar với tỷ số là 2 đều ở vòng bảng giải vô địch bóng nữ châu Á 2022.